Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Trong tập của ngày hôm nay, anh cái tay mình xin mời các bạn tiếp tục bóc lịch Noel Advent Calendar 2022 chủ đề Minecraft. Oh yeah, đây là mặt trước của cái hộp này nha các bạn ơi. Có 24 ô. Các bạn nhìn theo thứ tự từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới. À, nó chia thành ba cái khoảng thời gian ở trong ngày, cái này buổi sáng nè, hoàng hôn rồi buổi tối. Hoặc lấy ra review cho các bạn mình để ý chứ. Ok, ở mặt sau chúng ta có một số những cái cutout, những cái mẫu hàng rào cây thông bằng chính cái vỏ của cái hộp này luôn. Mà để cắt cái lớp đi đâu mà đã. Đây là một bộ Advent Calendar sản xuất bởi hãng Mattel kết hợp với lại Mojang Studio cha đẻ của Minecraft. Và nói về Minecraft thì có lẽ mình không cần phải giải thích nữa, các bạn biết rành hơn mình rồi. Một cái thương hiệu quá là nổi tiếng trong cả mười mấy năm nay. Nó nổi tiếng tới mức độ mà cái hộp này nó to đùng vậy nè các bạn, mà cầm lên nó rất là nhẹ nha, kiểu là siêu nhẹ luôn á. Mà nó lại siêu mắc. Mình đã bất chấp giá cả bị đội lên tiền ship các thứ này nọ, và được tới tay mình thì nó cũng tới hàng là vài triệu nha. Kiểu một phần là mình bị mua lại resell nữa đó. Thì thực sự nếu như mà bản thân mình sưu tập riêng á, khả năng cao là mình sẽ pass cái bộ này qua một bên. Nhưng mà bởi vì dịp Noel mỗi năm chỉ có một lần thôi, làm video cho các bạn xem luôn. Ok, bắt đầu thôi. Chúng ta cùng xem bên trong ô thứ nhất của bộ lịch Advent Calendar của Minecraft này có gì nha. 3, 2. Ui, nó là cái nguyên một cái căn nhà các bạn ơi. Đây mình sẽ mở gần như vậy cho các bạn xem ha. Chúng ta mở được cái cửa cơ chứ. Mở được từ cái cửa rồi chút nữa như có lấy được cái nhà này ra luôn nè. Nhưng mà có vẻ hơi khó nha. Yo, dỡ nguyên cái nhà ra luôn. Hello. Ok, đầu tiên thì chúng ta có một cái căn nhà đơn sơ bằng gỗ rồi. Cái này những cái chi tiết này chắc chút sẽ gấp lại như vậy. À, rồi. Ok rồi các bạn, mình hiểu rồi. Sẽ làm vậy nè. Đấy, sau đó chúng ta sẽ để chân như vậy nè. Đó. Chút nữa là sẽ thành một cái ngôi làng luôn. Rồi, còn đây là chúng ta có một mô hình của Steve, nhân vật chính siêu quen thuộc ở trong Minecraft. Và em này nó có một cái thiết kế đặc biệt hơn những cái đặc biệt hơn những cái phiên bản trước mà mình đã sưu tập. Em nó có thể gỡ được vậy nha các bạn ơi. Rồi cái tay có thể dơ lên chút xíu nè ha. Rồi phần đầu tách rời có thể gắn được. Mình không biết là cái mục đích này có thể đổi đầu được hay không, nhưng mà em nó đang trong cái trang phục áo len Noel ha, áo đỏ, quần xanh lá cây. Về nước sơn hoàn thiện thì cũng là tương đối bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Đấy, và đó là ô thứ nhất. Chúng ta đến với ô thứ hai nè. Thứ hai này nó có một cái hộp quà. Thiệt sự luôn chứ, nhìn là biết rồi các bạn. Chúng ta có một cái phụ kiện cho Steve, đó là chiếc nón ông già Noel. Nhìn thì cũng dễ thương đấy, cơ mà mới đầu mình tưởng là cả em này nó như vậy nó sẽ đứng ở trong một ô chứ. Tiếp luôn, ô thứ ba nè. Có cái gì đây? What? Cái này nó là một dạng lắp ráp các bạn ơi. Hình như nó là một cái block gỗ. Ok. Một block gỗ bằng giấy. Bây giờ mình sẽ thử ráp lại nha. Hơn quá, chỉ có việc là gấp lại và nhét mấy cái điểm nối này vào thôi, không có cần phải dùng keo dán hay gì cả. Yep, chúng ta có một cái block gỗ khá xấu. Tại nó chỉ là kiểu thủ công bằng giấy thôi mà các bạn, chứ đâu phải là bằng nhựa đâu. Tiếp luôn, ở ô thứ tư nào. Lại là một cái như vậy nữa rồi. Và lần này, các bạn đã nhìn ra được cái này là gì chưa? Bạn nào mà chỉ cần chơi Minecraft được vài tiếng đồng hồ thôi là biết được cái này là gì rồi. Yep, một cái crafting table. Các bạn chế tạo đó. Oh yeah. Sẽ rất là buồn luôn nếu như chỉ có ô số 1 là Steve, còn tất cả những ô còn lại là những cái mẫu giấy gấp như vậy. Kiểu mình cảm giác bị tổn thương đó. Ôi trời mèn ơi. Ok, thì cái món này nó không phải là giấy, nhưng mà các bạn coi cái độ lớn của nó nè. Mình phải zoom lại rất là nhiều luôn á, tại vì nó to quá, nó sợ các bạn không thấy á. What is this? Vâng, đó là một cái cung Minecraft mà size gì đâu mà cho siêu. Chắc chắn là để cho em Steve có thể cầm là được rồi. Đây, mình sẽ nhét như vậy đúng không? Đây, Steve sẽ cầm như vậy. Wow, mình cảm thấy rất là may mắn là bởi vì bộ này không có bán ở Việt Nam nha. Để các bạn khỏi có bị hai cái thương hiệu Minecraft mà mua chứ không gì hết trơn á. Ok. Rồi, chúng ta có một cái ngôi nhà số 6 nè. Ok, cái này mình xé cẩn thận ra. Để coi lại nguyên một cái ngôi nhà. Alright. Skeleton. Cái cung hồi nãy mình nghĩ là hợp với skeleton hơn á. Bây giờ mình sẽ làm một cái công việc là mình sẽ đổi đầu. Oh yes. Why not? Yeah boy.
Ok ok, ít nhất thì cái dòng này cũng có một cái bonus là có thể đổi đầu được. Các bạn đã thấy Steve Skeleton bao giờ chưa? Đây, chúng ta có một phiên bản Steve Skeleton đội nón Christmas. Lỡ rồi các bạn à, mình sẽ chơi độc lạ Toy Station luôn. Để nhờ những phiên bản này luôn. Ô, số 7 nào. What? Vâng thưa các bạn, đây là bộ sưu tập Steve và những hộp giấy. Alright, đây chính là cái lò nung ở trong Minecraft. Chúng ta sẽ cho những cái quặng sắt hay là quặng kim loại gì đó vô ha. Nó sẽ nung ra được thành những cái thỏi sắt hoặc là thỏi kim loại tương ứng. Rồi từ đó là dùng để chế tạo ra những cái vũ khí hoặc đồ vật tương ứng. Ok, số 8 nào. Come on. No way luôn các bạn ơi. Are you serious? Ok, đây là một cái block quặng kim cương. Cơ mà nó cũng là một cái hộp giấy khác thôi. Alright, thì mặc dù là thiết kế của mấy cái hộp giấy này nó cũng rất là dễ thương. Trưng nó nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây nó cũng rất là đúng theme Minecraft nè. Cơ mà, come on, Mattel, với cái mức giá như vậy, mình mong đợi hơn thế nữa. Ok, ô số 9 nào. And... Chúng ta có một cái xẻng, một cái xẻng kim cương nha các bạn. Phải gọi là siêu tí hon luôn á. Rồi, cái xẻng này cho Steve Skeleton cầm nha. Vô. Vâng, từ nay có nhân vật mới, Steve Skeleton. Mấy cái nhà như vậy thì chắc chắn là sẽ có một cái gọi là một cái mô hình này nè. Mô hình em nào đây. Này cũng khó mở đâu chứ. Ui. Zombie. Đang có một cái nhà giấy của zombie luôn. Đây là thiết kế của em zombie. Như bình thường. Chúng ta để mở ra em nào, cho zombie đổi đầu. Ở số 11 nào. Voilà. That's right. Hơn 60% những cái món mà chúng ta mở ra được nãy giờ đều là hộp giấy hết. Mặc dù cái này cũng thú vị nè, nhưng mà nó là hộp giấy. Wow, chúng ta có một chiếc thuyền các bạn ơi. Một chiếc thuyền gỗ là bằng giấy. Oh yeah, có hai cái mái chèo được gác bên đây luôn nè. Chỉ cái điều là các nhân vật sẽ không có ngồi lên chèo mà nằm luôn. Tiếp theo, ô 12. And lần này chúng ta có gì đây? Sticker á. Ok, mình cũng không còn nói nên lời nữa các bạn à. Nhưng mà cái sticker này, sticker gì đây? Cái này hình như là một cái lily pad phải không ta? Để trên mặt hồ đúng không? Well, I don't know. 13. Ô, nhỏ xíu luôn, nhỏ nhất trong cái hộp này. Và chúng ta có... What is this? Hình như nó là một cái cục sắt các bạn à. Ok, có cần phải tới như vậy luôn không ta? Bây giờ mấy tất cả mấy cái phụ kiện nhỏ xíu mình để vô cái thuyền nha. 14, ô 14. Khối TNT. Ôi vui quá em ơi, lòng mạnh đang rộng ràng tươi nở. Ô 15 nè. Ê. Rồi. Chúng ta có Creeper. Được lắm Creeper, em xuất hiện rất là đúng lúc. Em đứng đây đi, em nổ một cái thật to ra nè. Ô 16. Ui. Wow, từ nãy giờ thấy có cái món này thú vị nè. Một cái mô hình của campfire, đốm lửa trại nha các bạn. Hey, được á, thích cái mẫu này. Từ đó thì mình mong đợi tất cả những cái món ở trong cái bộ này đều sẽ là bằng nhựa như vậy hết nha. Ai có dè đâu. Ô 17 nè. Ai có dè đâu. Là những block giấy vô trị. À cái này nó phải là một cái block mà nó là cái mặt nạ nha các bạn ơi. Cái mặt nạ mình có thể đội vào cho những em nhân vật như thế này. Ok. Ok, alright. Ô 18. Wow. Đây chính thức là một chiếc hộp Advent Calendar. Những block giấy và người bạn. Chúng ta có một cục đó các bạn ơi. Ô 19 nào. 19 là nguyên một cái nhà nè. Thì chắc chắn sẽ có nhân vật trong đây. Mà quan trọng là nhân vật nào đây? Alex à, phải không ta? Bộ này có Alex không? Ôi, không phải Alex. Mà chính là Enderman. Wow. Phiên bản này trông cũng đẹp nè. Đấy, dạ, phần đầu vẫn có thể gỡ ra luôn. Thử tráo đầu với lại Creeper để tạo nên một nhân vật kinh khủng. Wow. Ô số 20. Ô nhỏ xíu.
một cái phụ kiện gì đây. Oh, rồi rồi, biết cái này rồi các bạn. Chính là The Eye of Ender. Cần thu thập đủ 12 con mắt này đúng không? Để mở ra được cánh cổng của DN. Oh yeah, cái này mình mở trong một cái series Trailer X. Cũng có cái concept này ha. Thấy cái này nó có vẻ trong suốt, mình sẽ thử đèn UV một tí coi. No, không có bất cứ một cái hiệu ứng phát sáng hay gì cả mọi người. Next. Oh, 21. Come on, come on. Tiếp liệu màu mắm tôm luôn nè. Không ngờ cái gia vị nổi tiếng này của Việt Nam của chúng ta đã vươn ra được tới thế giới Minecraft rồi. Oh yeah. Đâu đó chứ mình không biết cái cục đó là cái gì nha các bạn ơi. Ok. Oh, 22. Chúng ta có một cục xương. Mà nếu có cục xương thì chắc chắn là phải có em cún nào đó đúng không? Is it? Hey, so cute. Oh, 23. Chúng ta có một cái đổi đầu. Mình có thể đổi cho Steve như thế này. Ok, ba trái tim hiển thị. Vậy thì sẽ đổi cho zombie cái nón Noel này đi. There you go. Và cuối cùng ở ô 24, chúng ta sẽ có em cún bao luôn. Yes sir. Tại vì không có vô lý ở đâu mà tự nhiên xuất hiện ra một cục xương hết á. Tam pam pam pam. Và đã lỡ rồi, bước cuối cùng. Bây giờ mình sẽ lấy những cái mảnh cut out này ra. Kiểu như thế này. Đó, để làm thành một cái tiểu cảnh Minecraft Advent Calendar nha. Ok các bạn ơi, và đây là tất cả những gì mình có cho các bạn ở trong tập này với bộ Advent Calendar 2022 Minecraft. Thực ra thì cái bộ này nó cũng sẽ không đến nỗi nào đâu, bởi vì nó cũng khá là dễ thương. Mặc dù là những cái hạt giấy thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì những cái mô hình Minecraft này mình đánh giá là ok. Có thể đổi đầu với các nhân vật rồi phụ kiện. Tuy nhiên cái bộ này nó có một cái vấn đề rất là lớn, đó là nó bị đội giá các bạn ạ. Kể cả là từ cái giá gốc cơ, mình cho là nó quá cao. Bởi vì Minecraft là một cái thương hiệu lớn, cho nên là cái gì họ làm thì nó cũng sẽ tiền bản quyền này nọ các thứ rất là cao ha. Tóm gọn lại là nếu như mà các bạn là fan của Minecraft hoặc không, mình cũng không có recommend các bạn mua bộ này nữa. Hôm nay mình mở review cho các bạn coi, vậy là cũng ok rồi đó. Anh cái tay đã mua để các bạn khỏi phải mua. Rồi và bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này, wait, nó bằng giấy các bạn. Dỗ một cái, còn có chán không cơ chứ. Rồi ok, và như thường lệ thì nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Khánh một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khánh sẽ trở lại trong những video tiếp theo về chuyện sau về đồ chơi đó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.